Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ review nồi chiên không dầu Flastyle chi tiết và đầy đủ nhất 2022 cho các bạn. Review nồi chiên không dầu Flastyle chi tiết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tính năng và đặc điểm của sản phẩm này. Lựa chọn nồi chiên Flastyle sẽ giúp gia đình bạn có thể thoải mái thưởng thức những món ăn không chỉ thơm ngon mà còn đảm bảo cho sức khỏe. Hiện nay, sản phẩm Flastyle đang nhận được vô số lời khen ngợi từ phía các khách hàng sau khi sử dụng. Nồi chiên không dầu Flastyle của nước nào? Nồi chiên không dầu Flastyle được sản xuất bởi Flastyle, thương hiệu nổi tiếng chuyên sản xuất các thiết bị nhà bếp, thiết bị gia dụng đến từ Đức. Các sản phẩm của Flastyle chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa chức năng vượt trội cùng thiết kế đẹp mắt lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thành phố Berlin hoa lệ. Tuyệt vời hơn, Flastyle có thể cung cấp cho bạn tất cả các thiết bị mà bạn cần để biến gian bếp đơn thuần thành một nơi mà bạn sẽ được trải nghiệm quá trình nấu ăn đầy tiện lợi và thú vị. Với Flastyle, niềm đam mê nấu nướng của bạn sẽ được thỏa mãn với một mức giá phải chăng. Vậy nồi chiên không dầu Flastyle có tốt không? Đầu tiên đó là về phần chất liệu cao cấp nhất. Phần vỏ của nồi chiên Flastyle được làm từ inox như ABS, PP chịu lực tốt, cách nhiệt hiệu quả và trong quá trình sử dụng không có mùi hôi như ám vào thức ăn. Các chi tiết phía trong nồi, kìm cầm tay, vỉ nướng, lòng nướng, que xiên được làm từ thép không gỉ, nồi được phủ lớp chống dính rất dày dặn và bền bỉ lên đến 3 năm. Với những chất liệu hoàn hảo và cao cấp nhất nên nồi chiên không dầu Flastyle tuyệt đối an toàn cho sức khỏe con người. Thứ hai đó là về phần công nghệ nướng halogen hồng ngoại tiên tiến. Khác với các sản phẩm cùng loại, nồi chiên không dầu mang tên thương hiệu Flastyle áp dụng công nghệ nướng halogen hồng ngoại cực kỳ an toàn với con người. Công nghệ này hoạt động dựa trên nguyên lý tỏa nhiệt cùng với tính năng đối lưu không khí để làm chín thực phẩm. Như vậy bạn sẽ không cần phải tốn nhiều dầu mới đến nấu những món chiên nướng bằng chảo truyền thống nữa. Nhiệt độ sản sinh từ đáy nồi sẽ lan tỏa xung quanh nồi, len lỏi đến từng ngóc ngách để đảm bảo độ chín của thực phẩm. Thứ ba đó là về phần nồi chiên không dầu Flastyle có cả dòng điều khiển cơ và điện tử. Hiện nay, thương hiệu Flastyle sản xuất hai dòng nồi chiên không dầu, đó là sản phẩm điều khiển cơ và điều khiển điện tử. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của mỗi khách hàng mà sẽ ưu tiên chọn sản phẩm phù hợp. Cụ thể, nồi chiên không dầu Flastyle điều khiển cơ, cách sử dụng đơn giản, dễ dàng, hoạt động bền bỉ. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể cài đặt tính năng nhiệt độ và thời gian. Nồi chiên không dầu Flastyle điều khiển điện tử đa dạng tính năng và trông hiện đại hơn. Sản phẩm bao gồm nhiều chương trình nấu ăn với trình duyệt nhiệt độ, thời gian được tích hợp sẵn thích hợp cho những người lần đầu tiên sử dụng nồi chiên không dầu. Màn hình điều khiển điện tử hoạt động bằng bảng điều khiển cảm ứng, màn hình LCD đầy đủ thông số cho bạn chọn lựa. Thứ 4 đó là về phần dung tích nồi chiên Flastyle. Hiện tại, hãng đã cung cấp nồi đã sản xuất mức dung tích khác nhau, 3 lít, 5.4 lít, 9 lít hay thậm chí là 14 lít. Thế nên, thích hợp có mọi hộ gia đình với thành viên từ 3 tới 5 thành viên, hay chuyên dụng cho trong những dịp cỗ bàn, tiệc tùng có nhiều người tham dự. Nồi còn có sản xuất phụ kiện đi kèm, và chúng đều sở hữu thể toán và lắp một phương pháp dễ dàng để dễ dàng hơn trong việc vệ sinh lúc dùng. Tuy nhiên những phụ kiện đi kèm còn rất đa dạng và phù hợp với rộng rãi cách chế biến món ăn khác nhau như que xiên, kìm cầm tay hỗ trợ trong việc lấy thức ăn ra khỏi nồi, vỉ nướng tròn, lồng nướng 3D. Và cuối cùng đó là về phần sản phẩm ít tốn điện trong khi nấu nướng. Trung bình một món ăn được chế biến từ nồi chiên Flastyle mất khoảng 20 đến 25 phút và hoạt động với công suất 1.400-1.700W. Nhiều khách hàng sau khi sử dụng nồi chiên không dầu Flastyle đều công nhận sản phẩm tiêu thụ rất ít điện năng. Hiện nay, tất cả dòng nồi chiên Flastyle chính hãng đều có bảo hành 12 tháng, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng trong suốt thời gian sử dụng. Và vừa rồi là những review nồi chiên không dầu Flastyle chi tiết và đầy đủ nhất 2022 mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Hy vọng là những thông tin này của mình hữu ích cho các bạn, để các bạn có thể chọn được một nồi chiên không dầu Flastyle phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của cái video này, các bạn vào tham khảo nhé. Và cái video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.